Xin chào cả nhà nha, đây là máy khuếch tán tinh dầu chữ T nhà Việt Nam Bắc Sơn Và đây mọi người ơi, trước khi đi ngủ thì ngày nào mình cũng sẽ nhỏ tầm 2 giọt tinh dầu an dân vào trong chiếc máy khuếch tán này và để cho nó khuếch tán cả đêm Đấy, một cái máy khuếch tán này khuếch tán hết nước thì sẽ được tầm 2 tiếng đến 3 tiếng mọi người nhá Và khi mà chúng ta đi ngủ mà hương tinh dầu nó tỏa ra khắp phòng này À, đi vào khoang mũi họng cho chúng ta ấy rồi là khoang mũi họng cho các em bé nhà chúng ta thì sẽ tăng sức đề kháng này à, diệt vi khuẩn khoang họng rất là tốt nha mọi người nhá đấy ngửi hương tinh dầu như thế này thì rất là tốt cho sức khỏe và diệt vi khuẩn ở phòng ngủ này rồi là tạo cái hương thơm rất là tuyệt vời và cái tinh dầu ăn dân này thì thơm hương quế rất là thơm mọi người nhá đó và em bé nhà mình rất thích luôn mọi người nhá đấy đây Uh, nó sẽ phun mạnh như này và phun cả đêm luôn và nó rất là rẻ thôi đấy bạn nào mà muốn uh, mua cái combo này thì liên hệ ngay việt Hà bắc sơn mọi người nhá mọi người nhìn thì cái lực phun của nó này rất chi là mạnh luôn này đó rất chi là mạnh luôn và đây là phun uh, khuếch tán tinh dầu tỏa hương khắp phòng mọi người nhá đấy phòng ngủ mà của chúng ta mà được diệt vi khuẩn này chúng ta ngửi hương tinh dầu này thì nó sẽ giúp cho chúng ta tăng sức đề kháng và đặc biệt tinh dầu ăn dân bên hà thì còn có thể là pha nước Uh, uống tăng sức đề kháng được Vì vậy nên mọi người có thể là mua cái tinh dầu ăn dân này Để uh, uh, vừa sông này Vừa pha nước Pha một giọt với lại một cốc nước Và chúng ta uống để diệt vi khuẩn quang họng mọi người nhá Rất là tuyệt vời luôn Rồi xin chào tất cả mọi người Bạn nào muốn mua hàng thì liên hệ ngay với Việt Hà Bắc Sơn nhá